Hiện tại đang bị cái tình trạng là mấy con game mình đang chơi như là Genshin nè, Zenless Suzhou nè, rồi Honkai Star Rail, với lại gần nhất là cái Vô Địch Đinh Quay thì nó sẽ bị khóa IP Việt Nam, không hiểu lý do luôn. Đổi IP khác thì tất cả vô được hết nha, miễn là đổi IP nào ngoài Việt Nam nha, vô được à, tự động ao đăng nhập đi luôn. Cái mình đổi IP cho mình lúc vô giờ đó thì mình tắt lên được, nó chỉ bị cái lỗi mà lúc mà đăng nhập thôi, nó bị khóa IP Việt Nam không hiểu sao thôi. Mấy game Trung Quốc là bị khóa hết luôn. Không có vô được mà đủ ai bị của Nhật mà. Được liền luôn, bị khoảng chừng 1 giờ rồi đó. Sau khi vào game xong rồi là tắt đi, tắt sau khi vào game mình trả lại bị Việt Nam chưa bình thường, không bánh thử nhá, chỉ lúc đăng nhập là bị thôi, không hiểu lý do sao luôn, mình cũng chưa biết đâu, chưa nghe ai đề cập tới, mới bị sáng nay thôi.